Các đợt mưa lớn cuối tháng 10 tháng 11 đã gây ra nhiều thiệt hại cho người trồng hoa, nhiều diện tích bị hư hại nặng. Thế nhưng năm nay hoa Tết lại nở đúng dịp, giá thành cao khiến cho người trồng hoa rất phấn khởi, hứa hẹn có một cái Tết đầm ấm sung túc. Ghi nhận sau đây của phóng viên VTC tại Nghệ An. Nhờ nắm bắt được kỹ thuật chăm sóc nên thời điểm này bảy xào hoa với 15 vạn gốc của gia đình anh Nguyễn Văn An đang thi nhau đua nở hoa đẹp đạt tiêu chuẩn nên 70% diện tích đã được thương lái đặt mua. Ước tính mang lại thu nhập khoảng 500 triệu đồng cho gia đình. So với năm ngoái với các năm là so với một cây là được cao hơn khoảng 500 đồng một cây đó. Cái nghề trồng hoa này nói chung là cũng vất vả nhưng mà cái thu nhập của anh thì cũng không so với cái cây khác này cũng tốt hơn cái các loại cây, cây nông nghiệp khác. Dù trải qua các đợt mưa lũ bất thường vào cuối tháng 10, tháng 11 khiến nhiều diện tích hoa ở Nghệ An bị hư hại nặng. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời xuống giống các loại hoa ngắn ngày nên thời điểm này tất cả đã có thể thu hoạch để phục vụ cho thị trường Tết. Vụ hoa năm nay thì mình được nắm bắt được cái kỹ thuật của nó cho nên là mình làm vừa vừa vào vào dịp Tết cũng nở vào dịp tết kịp thời kịp vụ nhập đại lý đại lý nó đặt vào của mình đây cũng được một phần à, được nửa hơn nửa rồi là, là cái cái số cây người ta đã đặt xong rồi là người ta đặt tới ngày đó là người ta cắt thôi năm nay là chúng tôi thu hoạch là tương đối là khá và giá cả là rất cao hiện nay là bán sỉ ở tây vườn là khoảng 6 đến 70 mà bán lẻ ở chợ thị trường thì là khoảng trên 10 hoặc 10 trở đi Vụ hoa Tết năm nay, tỉnh Nghệ An có gần 400 hecta tập trung chủ yếu ở các huyện như Nghĩa Đàn, Thành phố Vinh, Yên Thành, Nghi Lộc, với các loại chủ yếu như cúc, hướng dương, ly, thực dược. Năm nay hoa đẹp, giá cả tăng khoảng 50% so với các năm trước nên người trồng hoa rất phấn khởi, hứa hẹn đón Tết ấm no, sung túc hơn.